Rồi mày xong chưa? Làm gì mới cúp cả tiếng đồng hồ vậy? Tao mới cúp 5 phút là xong rồi. Ừ, tao biết mà. Nhìn là biết 5 phút xong rồi. Ê, thái độ của mày là sao đó? Kẻ mắt thì tèm lem, cái môi thì khô giống cục. Đã vậy còn che khuyết điểm bay màu luôn bà cái môi rồi. Cái cách phối màu ở trên cái mặt của mày á, y chang như má tao ngày xưa luôn. Ủa, là đang chê hả? Dạ má, chê đó má. Muốn makeup đẹp là phải mua mỹ phẩm của Horus nè. Kẻ mắt của nhà Horus rất là sắc, không trôi, không lem. Phấn má hồng thì cái màu rất là xinh xắn, bám màu tốt và đặc biệt là có một chút nhũ nữa. Tiếp theo đến nhân vật chính là ba thỏi son của nhà Horus. Đây là thương hiệu mỹ phẩm theo đuổi phong cách cá tính năng động, màu sắc thì rất là dễ dùng, phù hợp với lại tông da châu Á và giá cả thì cực kỳ học sinh sinh viên luôn. Màu đầu tiên số 01, Rosewood. Đây là một tông màu đỏ pha ánh cam cực kỳ là sáng da, nhưng mà mình nghĩ các bạn nên đánh lòng môi nhẹ nhàng như thế này thôi chứ đánh full môi thì nó sẽ hơi bị chói á. Màu số 02, Burgundy Red. Đây là màu đỏ nâu rượu cực kỳ quyến rũ. Bạn nào mà đi quẩy hay là đi tới những cái chỗ mà sang trọng hoặc là cần một chút sexy gì đó thì các bạn nên đánh cái màu này và đánh full môi luôn nha. Đảm bảo các bạn sẽ sáng nhất đêm đó. Và cuối cùng là màu số 03, màu mình thích nhất, Brownie Red. Đây là màu đỏ cam đất rất là cá tính, có thể dùng hàng ngày để mặt mộc đánh lên vẫn cứ đẹp. Chốt lại thì mình thấy chất son nhung kem mịn rất là dễ tán và đặc biệt là che phủ rãnh môi xuất sắc. Đã vậy còn đang sale up 30% và còn tặng quà cho Shopee nha.